Mỹ kêu gọi đối thoại, trừng phạt Triều Tiên trong cùng một ngày. Vào sáng 19 tháng 6, cố vấn đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã có bài phát biểu công khai và nhấn mạnh rằng, cánh cửa vẫn mở rộng cho các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Washington cũng không đặt điều kiện cho các cuộc đàm phán này. Chúng tôi chờ đợi và hy vọng rằng trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ lại được tham gia vào tiến trình theo cách thực chất, ông Biegun phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương. Ông Biegun cũng cho biết, chưa có cuộc đàm phán cấp chuyên viên nào kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Triều lần 2 kết thúc hồi tháng 2. Vào chiều 19 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Mục tiêu lần này của Washington là một công ty tài chính của Nga, bị cáo buộc cung cấp các dịch vụ cho chính quyền Triều Tiên để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc công ty Nga mở nhiều tài khoản ngân hàng cho công ty công nghiệp và thương mại Gian Rong Rong Seng, một công ty thuộc sở hữu và được kiểm soát bởi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, FTB. FTB và trưởng đại diện của ngân hàng này tại Moscow Han Jang-su từng bị trừng phạt trước đó. Lệnh trừng phạt sẽ phong tỏa các tài sản của Gian Rong Rong Seng tại Mỹ và cấm các cá nhân, tổ chức tại Mỹ giao dịch với công ty này. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tìm cách qua mặt Washington để mở đường cho Triều Tiên tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu đều có nguy cơ bị áp lệnh trừng phạt nặng nề. Động thái hai mặt của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các bên vẫn hy vọng về khả năng Mỹ và Triều Tiên nối lại các cuộc đàm phán sau khi Tổng thống Donald Trump khoe nhận được bức thư đẹp và ấm áp từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tuần trước. Động thái trên diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên trong hai ngày 20-21 tháng 6. Mỹ được cho là sẽ theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của ông Tập để đánh giá tác động của sự kiện này đối với các cuộc đàm phán hạt nhân, cũng như các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Mỹ vẫn thường duy trì cách tiếp cận hai mặt, bao gồm vừa đối thoại vừa trừng phạt, đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Washington hiếm khi đưa ra hai tuyên bố, vừa đấm vừa xoa với Bình Nhưỡng trong cùng một ngày. Lần gần đây nhất Mỹ thông báo các lệnh trừng phạt liên quan tới Triều Tiên là vào tháng 3. Khi đó, Bộ Tài chính Mỹ nhắm mục tiêu tới hai công ty vận tải Trung Quốc, bị cáo buộc giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt. Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Lee Jo-hoon hôm qua kêu gọi Triều Tiên đáp lại lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Triều trước khi Tổng thống Trump thăm Hàn Quốc vào tuần tới. Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh thứ 4 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hàn Quốc đang nỗ lực xúc tiến cuộc gặp giữa ông Moon và ông Kim để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều. Thành đạt. Theo Yonhap, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.